Chương 1. Tôi sinh năm 1632, tại thành phố Ayuk, trong một gia đình nề nếp, nhưng không phải là dân ở đó. Bố tôi người bờ rầm đến hơn lập nghiệp, buôn bán phát đạt và trở lên giàu có, ông chuyển đến Ayuk. Tôi là con trai thứ ba và rất được nuông chiều, chẳng phải tập làm một nghề nghiệp gì. Chỉ có mùi rồi, đầu óc tôi sớm quay cuồng với nhiều mơ ước viển vông, táo bạo. Bố tôi đã cao tuổi lắm, ông luôn luôn cố gắng cho tôi được hưởng một sự giáo dục trọn vẹn và tốt đẹp nhưng chi hướng tôi lại khác hẳn ngày đêm tôi say sưa với cái thú đi biển đến nỗi tôi ngang nhiên chống lại ý muốn và những mệnh lệnh của bố tôi tôi lại cũng bỏ ngoài tai tất cả những lời gian đe hoặc van lơn khẩn thiết của mẹ tôi và bà con xóm giềng mọi người đều phàn nàn lo lắng cho tôi và đoán trước rằng cuộc đời tôi sẽ gặp nhiều nỗi đắng cay khổ cực một hôm trong khi đi chơi lang thang tình cờ tôi gặp một người bạn sắp sửa đáp tàu biển của bố anh ta đi Luân Đôn. Anh ta mời tôi cùng đi và để lời mời thêm hấp dẫn, anh ta dùng ngay kiểu nói của thủy thủ, rằng tôi không phải trả tiền tàu. Thế là chẳng hỏi bố cũng chẳng chịu bỏ chút công báo tin cho gia đình biết, tôi phó mặc cho sự việc lôi cuốn đi, muốn ra sao thì ra. Tôi đến ngay chiếc tàu sắp nhổ neo đi Luân Đôn, đó là ngày 1 tháng 9 năm 1651 ngày xấu nhất trong đời tôi. Có lẽ không có một tay giang hồ trẻ tuổi nào bị rủi ro sớm như tôi và dai dẳng như tôi. Chiếc tàu vừa ra khỏi con sông Hương Bơ, gió biển đã trở mát và mặt biển cồn sóng dữ dội. Chưa từng đi biển, tôi say sóng và sợ kinh hồn. Thể xác và tinh thần tôi như rơi tõm vào một cơn mê sảng khủng khiếp không tả xiết. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh về việc làm nông nổi của mình, của một đứa con lêu lồng và ương ngạnh. Thế là những lời khuyên ngủ khôn ngoan, những giọt nước mắt, những lời khuyên của bố mẹ tôi, tất cả đều hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Lương tâm tôi cắn rứt và trách tôi sao lại coi thường những bài học bổ ích đến thế để đến nỗi xa rời bổn phận làm con. Trong lúc ấy, bão mạnh thêm, biển động dữ dội. Thực ra thì chưa thấm vào đâu so với những lần tôi gặp sau này, và trước hết là với tình trạng mấy ngày sau nhưng chừng đó cũng đủ cho một người lần đầu làm quen với sóng nước phải chết khiếp trong cơn kinh hoàng nhiều lần tôi tự hứa nếu tài qua nạn khỏi thì suốt đời sẽ không bao giờ đặt chân lên bất cứ một chiếc tàu biển nào để khỏi lâm vào tai nạn như lần này tôi sẽ trở về với bố mẹ tôi và sống ngoan ngoãn theo những lời khuyên của họ ngày hôm sau gió tạnh biển trở lại yên lặng tôi bắt đầu quen dần chiều đến trời trong hẳn gió lặng ngắt hoàng hôn thật êm ả à, mặt trời lặn không ngượn chút mây và sáng hôm sau mọc lên cũng như vậy. Gió nhẹ và êm, mặt biển phẳng như một tấm gương phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên một cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Ngày thứ sáu trong chuyến đi, chúng tôi đến cảng Yác Bị chai gió từ sau cơn bão, chúng tôi chưa đi được mấy đành phải ghé vào đó, nghỉ lại. Gió vẫn trái, theo chiều Tây Nam luôn 7-8 ngày. Suốt thời gian này tàu từ Newcastle cũng vào cảng Chỗ hẹn hò chung của tất cả những ai chờ một cơn gió thuận để vào cửa sông Tamiza. Nhưng đến ngày thứ 8, vừa sáng sớm, gió lại nổi lên dữ dội. Tất cả trai bản trên tàu được lệnh hạ các cột buồm xuống, sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp và chèn thật kỹ cho tàu gọn nhẹ hơn. Đến trưa, biển nổi sóng kinh khủng, mũi tàu luôn chui xuống và sóng tràn qua tàu nhiều lần. Chủ tàu tức tốc ra lệnh thả neo cái, nhưng rồi chiếc tàu lại cũng bị đánh trôi đi kéo lê cả neo. Ông chủ tàu xưa nay nổi tiếng là người cương nghị, sống chết quyết giữ tàu đến cùng, vậy mà lúc này cũng luôn luôn thốt ra những lời tuyệt vọng. Khi ông ra vào phòng riêng hoặc đi gần tôi, tôi nghe thấy những tiếng kêu, trời ơi! Chết mắt, chẳng còn trông mong gì nữa. Tôi nằm dài trong buồng riêng ở phía lái, không động đậy, người lạnh ngắt vì khiếp đảm. Vào quãng chiều, viên hoa tiêu và viên thuyền phó bàn với ông chủ tàu chặt cột buồng phía trước ông này không chịu nhưng viên thuyền phó nói rõ cho ông hiểu rằng nếu không làm như thế nhất định tàu sẽ đắm ngay cuối cùng ông chủ tàu phải bằng lòng cột buồm trước vừa chặt gãy thì cột buồm sau bị gió quật đảo qua đảo lại dữ dội đến nỗi cũng phải chặt nốt sàn tàu trống trơn từ đầu đến cuối chiếc tàu của chúng tôi chắc chắn nhưng chờ quá nặng thỉnh thoảng thủy thủ lại kêu lên là tàu sắp đắm mất rồi ấy thế mà cơn bão vẫn dữ dội đến nỗi ông chủ tàu viên thuyền phó và một số người khác thất vọng đến mức độ quỳ xuống cầu kinh, mỗi khi tưởng là tàu đắm. Đó là một hiện tượng hiếm thấy, thế mà đã hết đông, vào khoảng nửa đêm, một người được cử xuống xem xét dưới hầm tàu bỗng kêu lên dưới đó có một lỗ hồng, rồi một người khác lại la rằng nước đã ngập tới bốn bộ. Thế là mọi người xuống lại bơm nước ra, chỉ riêng hai tiếng, bơm nước, cũng đã khiến tôi kinh hoàng tột độ. Tôi ngã nhào xuống bất tỉnh. Lúc ấy thì ai lo phận nấy, chẳng thèm để ý đến tôi. Có ai đó gạt phát tôi ra một bên, để mặc tôi nằm sóng xoài, yên chí là tôi đã từ giã cõi đời. Mãi một hồi lâu tôi mới tỉnh lại, mọi người càng ra sức bơm, nhưng nước cứ càng dâng cao, rõ ràng là chiếc tàu sẽ đắm. Tuy cơn bão đã có chiều dịu đi nhưng chiếc tàu không sao nổi trên mặt nước được, trước lúc có thể ghé vào một bến nào đó. Ông chủ tàu quyết định bắn súng đại bác cầu cứu. Một chiếc tàu khác vừa đi qua liền thả xuồng xuống, cũng phải vất vả vô cùng chiếc xuồng ấy mới tiến dần đến gần chúng tôi, nhưng loay hoay mãi không áp nổi được vào mạn tàu. Cuối cùng những tay chèo đã cố gắng tới mức liều mạng để cứu chúng tôi. Từ sau lái, chúng tôi quăng cho họ một chiếc dây thừng có bục phao rồi tháo dây cho nó kéo dài mãi ra theo chiếc dây phao bập bềnh trên sóng. Đằng kia, họ cũng không quản hiểm nguy mệt nhọc, tìm cách bắt được đầu sợi dây thừng sau đó chúng tôi hết sức lôi họ về phía lái tàu rồi kéo nhau xuống xuồng tất cả đều gắng sức trèo về tàu nhưng không được thế là đành phải đồng ý với nhau rằng cứ để xuồng lênh đênh trên mặt biển đồng thời hướng cho mũi xuồng vào phía đất liền chừng nào tốt chừng ấy ông chủ tàu chúng tôi lại hứa rằng nếu xuồng có bị hư hỏng vì phải lướt trên bờ cát ông sẽ xin bồi thường xứng đáng cho ông chủ tàu kia cứ như thế khi hèo khi buông xuồng trôi theo gió thuận chúng tôi hướng dần về phía bắc cũng gần với Uan Tức Tơn. Không đầy một khắc đồng hồ sau khi chúng tôi xuống xuồng, chiếc tàu bị đắm hẳn. Chỉ từ lúc đó tôi mới hiểu thế nào là một chiếc tàu bị đắm. Chúng tôi treo cật lực để tiến dần vào bờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi xuồng nhô cao trên ngọn sóng thì từ xa trên bờ mọi người đã trông thấy nó. Có rất nhiều người đổ ra chạy dọc bờ biển, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trước khi chúng tôi vòng qua cột đèn biển ở U-An-Tec-Tơn để tiến lại gần. Bên kia bờ biển lõm vào phía tây, phía cơ rô mơ, và như thế thì luồng gió mạnh cũng đã bị chắn bớt. Chính ở đó, chúng tôi sung sướng bước lên đất liền. Chúng tôi quốc bộ về Iác được đối xử ân cần, và những người bị nạn thấy được an ủi. Tòa ác cấp cho chúng tôi mọi thứ chứng từ. Các nhà buôn cùng các ông chủ tàu thì tặng chúng tôi khá nhiều tiền bạc để có thể về tới Luân Đôn hoặc hơn, tùy ý mỗi người. Đáng ra tôi phải khôn ngoan tìm đường về hơn với gia đình đó là con đường tôi phải theo để được sung sướng. Chắc chắn bố tôi sẽ mổ bỏ ăn mừng, nhưng thấy trong túi còn dùng rỉnh ít tiền, tôi lại đi bộ ra Luân Đôn. Chương 2, vừa tới Luân Đôn, dịp đâu may mắn tôi gặp ngay mấy người bạn tốt. Trước hết, tôi làm quen với một ông thuyền trường vẫn thường qua lại bờ biển xứ Guinea. Ông ta đã gặp nhiều phen thuận buồm xuôi gió nên định đi tiếp một chuyến nữa. Ông ta mời tôi cùng đi và tôi không bỏ lỡ dịp may hiếm có ấy tôi nhận lời và kết bạn với ông thuyền trường theo lời ông khuyên tôi bỏ ra bốn chục đồng stapling để mua cầu may các thứ hàng lặt vặt bằng kim khí có một số bà con thường vẫn thư từ qua lại thăm hỏi tôi đã giúp tôi món tiền ấy những người này cũng nài nỉ bố mẹ tôi bí mật gửi tiền cho tôi để thỏa mãn chuyến đi đầu tiên của tôi có thể nói rằng trong tất cả các chuyến đi của tôi thì chuyến này là may mắn nhất phần lớn nhờ ở nhiệt tình và sự giúp đỡ của ông thuyền trường Ngoài những món lợi về hàng hóa được chia khá nhiều, tôi còn được ông ta bảo cho khá đầy đủ về toán học và về nghề đi biển, biết ước lượng đúng con đường đi của một chiếc tàu và biết điều khiển buồm cho thuận hướng. Ông ta càng tận tình dạy bảo bao nhiêu, tôi phấn khởi học tập bấy nhiêu. Thành ra chuyến đi này đã rèn luyện tôi trở thành thủy thủ giỏi kiêm luôn tay buôn tài. Kết quả tôi đã đưa về riêng phần mình được 5 cân và 9 lạng vàng vụn, giá trị ở London phải được 300 đồng sterling. Món lời ấy gợi cho tôi nhiều tham vọng to lớn và từ đó đã dẫn đến thất bại hoàn toàn. Vậy là tôi trở thành lái buôn đi Guinea thực thụ, nhưng rủi thay, sau khi trở về được giam 7 hôm thì ông bạn thuyền trưởng tốt ấy mất. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định đi thêm chuyến nữa, tôi gửi bà vợ hóa ông thuyền trưởng một món tiền là 200 đồng stepling. Tôi lại ra đi, cũng trên chiếc thuyền ấy, cùng ông thuyền trưởng mới và viên hoa tiêu trong chuyến đi trước không một chuyến đi nào khốn khổ hơn chuyến này. Nó đã gieo cho tôi những tai họa không ngờ. Trên đường đi tới quần đảo Canary, một buổi sáng tinh sương, bất ngờ chúng tôi bị một chiếc tàu cướp biển người Thổ Nhĩ Kỳ ở Sa Lê đuổi theo. Trên tàu chúng tôi có 12 khẩu đại bác, tàu cướp biển có tới những 18 khẩu. Khoảng 3 giờ chiều, tàu cướp biển đến đúng tầm, bắt đầu tấn công và đã mắc sai lầm, đáng lẽ bắn thẳng vào phía lái thì chúng lại nhầm vào sườn chúng tôi. Thế là chúng tôi chĩa luôn tám khẩu đại bác ra bắn trả. Loạt đạn đầu tiên chúng tôi buộc kẻ địch phải lùi. Chúng bắn trả dữ dội, bồi thêm một loạt đạn của chừng 200 tay súng trường. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ vững, chưa ai bị thương. Bọn cướp chuẩn bị đợt tấn công mới và chúng tôi sẵn sàng đánh trả. Nhưng bọn cướp lại đánh cả từ phía bên kia, sáu chục tên xông lên sàn tàu đánh tập hậu, dùng búa hạ ngay tất cả những cột buồm và dây dờ chúng tôi đón chúng bằng súng ngắn, đoạn đao, tạc đạn cùng mọi vũ khí có trong tay và đã hai phen hất chúng khỏi sàn tàu. Nhưng chiếc tàu đã tả tơi, ba người trong bọn tôi bị giết, tám người bị thương. Chúng tôi đành phải bó tay hàng và bị bắt làm tù binh giải về Sa Lê, một cửa biển của người Morer. Tên tướng cướp thấy tôi còn trẻ và lanh lẻ, bèn giữ riêng lại để hầu hạ nó. Được hai năm, một dịp may mắn lạ lùng xảy đến khiến tôi lại có hy vọng thoát thân. Dạo này lão chủ tôi ở nhà luôn vì thiếu tiền mộ thủy thu. Vài ba tuần lễ một lần hắn lại đưa một chiếc thuyền lớn đi đánh cá trong vịnh. Mỗi chuyến đi, hắn đều đem theo tôi và một tên tay chân người Morer, để trèo thuyền. Cả hai chúng tôi thường bày trò vui giải trí cho hắn. Tôi lại tỏ ra rất thành thạo nghề câu cá nên dần dần được hắn mến thỉnh thoảng hắn lại sai tôi với một người bà con thân tín của hắn tên là en và một chú nhỏ da đen tên là Suri ra vị đánh cho hắn một mẻ cá về ăn. Một hôm, hắn mời mấy ông khách quý người Morer đến chơi, định cùng nhau đi đánh cá ngoài biển tiêu khiển. Hắn sai đem xuống thuyền một số lớn thực phẩm, ba khẩu súng trường với đầy đủ thuốc đạn để thỉnh thoảng bắn chim biển trong khi câu. Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo theo lệnh hắn, hôm sau tôi chờ hắn trên thuyền, sẵn sàng đón tiếp khách quý nhưng tôi chỉ thấy hắn ra một mình. Hắn bảo mấy ông khách còn bận nên tạm hoãn cuộc đi biển đến một hôm khác. Nhưng hắn vẫn sai tôi cùng với ít mơ en và chú nhỏ da đen, đem thuyền ra biển như mọi lần đánh cho hắn một mẻ cá ngon để thiết đãi mấy người bạn quý ăn cơm tối. Tôi coi như mình sắp có một chiếc tàu nhỏ tự mình chỉ huy. Ngay sau khi hắn quay đi, tôi bắt tay vào soạn sửa mọi việc thật chu đáo, không phải để đi đánh cá mà là chuẩn bị cho một cuộc đi xa. Mặc dù tôi chưa biết sẽ đi theo đường nào Việc trước tiên tôi tìm gặp ngay tên bà con người Morer của lão chủ Viện cây cớ tưởng như rất đúng là cần chuẩn bị đầy đủ cho suốt cả thời gian ra khơi Tôi bảo hắn rằng không được đục đến bánh của lão chủ vẫn để sẵn ở đó Hắn trả lời là tôi nói rất đúng Hắn đi bưng về một thúng lớn đầy bánh khô để chúng tôi ăn Lại thêm ba vò nước ngọt nữa Tôi cũng đã biết rõ chỗ hầm chứa rượu, Trong khi tên Morer kia đương ở trên bờ tôi bèn vào lấy luôn một số chai rượu đem ra thuyền. Như vậy, hắn sẽ nghĩ là rượu ấy đã đem xuống từ trước để cho chủ dùng. Tôi còn vác xuống một tảng sắp nặng trên năm chục cân, một cuộn dây gai to tướng, một cái rìu và một cái búa. Tất cả những thứ đó sau này quả là được việc vô cùng, nhất là tảng sắp dùng làm nến thắp. Tôi lại cài thêm một cây bẫy nữa và tên Morer đã xa bẫy như thế này. Tôi bảo nó, ở đây đã có sẵn súng của ông chủ rồi. Thế thì liệu anh có thể kiếm được một ít thuốc súng và đạn ghém không? Chúng ta rất có thể kiếm riêng những con chim biển béo múp chứ. Và rõ ràng là cái đó ông ta vẫn cất khối ở trên tầng. Úi già, được, hắn trả lời, tôi sẽ đi lấy ngay. Đầy đủ mọi thứ cần thiết. Chúng tôi kéo thẳng buồm lên, đường hoàng ra khỏi cảng đánh cá. Ra được độ một dặm biển, chúng tôi hạ buồm và ngồi đánh cá. Chúng tôi câu may chẳng được con cá nào bởi vì mỗi lúc cá cắn câu thì tôi cố ý không kéo lên. Để cho ít tôi khỏi thấy, tôi bảo hắn, ở đây chẳng làm ăn gì được cả, ông chủ không đùa đâu, không có nhiều cá cho ông ta thì khó mà ăn nói. Phải ra xa nữa mới được, thằng cha ngờ nghịch ấy không lường trước mưu mẹo của tôi nên nghe theo ngay. Hắn đi thẳng lại đầu mũi thuyền kéo buồm lên theo hướng gió. Tôi ngồi giữa lái điều khiển cho thuyền chạy xa thêm chừng một dặm đường nữa để tính kế thoát thân. Sau đó, tôi cho dừng thuyền lại, làm như để sửa soạn đánh cá. Đột nhiên tôi chuyển tay lái cho chú bé Suri, bước thẳng lại gần ít mơ en lúc đó đương ngồi ở đầu mũi thuyền. Tôi giả vờ cúi xuống định nhặt một vật gì đằng sau hắn ta rồi bất thình lình luồn hai cánh tay vào giữa đùi hắn, hất mạnh hắn ra ngoài, rơi xuống biển. Hắn ngồi được ngay lên mặt nước, bơi giỏi như cá. Hắn gọi tôi, văn tôi cho hắn lên thuyền, thề sống thề chết xin theo tôi đi khắp thế giới nếu tôi muốn tôi không do dự chạy ngay vào khoang thuyền lấy một khẩu súng ra ngắm thẳng vào hắn anh bạn ơi anh hãy nghe tôi tôi không muốn xử tệ với anh đâu nhưng tôi cũng không thể giữ anh trên thuyền được anh có thừa sức để bơi vào bờ mặt biển cũng êm lặng đấy anh hãy nhân dịp này mà bơi ngay đi và như thế là chúng ta chia tay nhau một cách thân ái nhưng nếu anh cứ liều mạng lại gần thuyền tôi bắt buộc phải bắn vỡ đầu anh ra vì tôi nhất quyết phải dành cho được tự do đấy Nghe tôi nói thế, hắn ta không nói năng gì nữa, thong thả bơi vòng trở lại và tiến thẳng vào bờ. Quả là một con cá kinh lợi hại, tôi chắc thế nào hắn cũng vào tới nơi dễ dàng. Giải quyết xong anh chàng ít mơ en, tôi quay lại, nghiêm giọng nói với Suri. Này chú Suri, nếu chú đồng tình với tôi trong việc này thì chúng ta cùng đi với nhau. Nếu không thì lại bắt buộc tôi cũng phải mời chú xuống biển thôi. Chú bé mỉm cười và nói với tôi những lời lẽ rất ngây thơ làm tiêu tan nốt chút nghi ngờ còn lại của tôi đối với chú. Chú ta hứa sẽ hết lòng với tôi và sẽ theo tôi đến cùng trời cuối đất. Tôi cứ dòng thuyền chạy luôn không nghỉ suốt năm ngày đêm theo chiều gió thuận. Sau đó, gió lại trở chiều và chuyển qua hướng nam. Thế là tôi có thể yên lòng, nếu có chiếc tàu nào ở xa lê đuổi theo thì bây giờ chúng cũng phải bỏ giờ cuộc săn mà quay về tôi bèn thử liều ghé vào bờ và thả neo ở cửa một con sông nhỏ xa lạ hai bên bờ sông có vẻ hoang vu không thấy một bóng người hay vật nhưng tôi cũng không có ý muốn gặp ai cả lúc này tôi chỉ cần nước ngọt thôi chiều đến chúng tôi cho thuyền vào sâu trong cái cửa sông nhỏ ấy tôi định chờ trời tối sẽ bơi vào bờ tìm hiểu cảnh vật trên đất liền nhưng đêm vừa đến chúng tôi nghe một thứ tiếng rất kinh khủng không biết của giống thú dữ gì gào rú trên bờ thằng bé sợ chết khiếp, một hai van này tôi đừng vội lên bờ trước khi mặt trời mọc. Chúng tôi thả neo ngay giữa sông, suốt đêm nằm im dưới thuyền. chương 3, dù sao đi nữa, chúng tôi cũng bắt buộc phải ghé lên một chỗ nào đó để kiếm nước ngọt. Nhưng biết lúc nào mới lên được và lên ở chỗ nào. Thật là khó nghĩ, Suri bật tôi để cho chú sách một cái vỏ lên bờ, chú sẽ tìm cho được nước đem về. Tôi hỏi vì sao chú lại đòi đi như thế, đáng lẽ ra tôi đi mà chú ở lại trên thuyền mới đúng câu trả lời của chú thật là chân thành và đầy tình thương mến khiến tôi càng yêu quý chú bé vô cùng chú nói bập bẹ tiếng được tiếng mất nhưng thật là cảm động ồ để tôi lên cho nếu có thu giữ thì chúng ăn thịt tôi còn ông không việc gì tôi bèn trả lời chú được được chú suri thân yêu ơi cả hai chúng ta cùng đi nhé chúng tôi cùng lên bờ chỉ đem theo súng và hai chiếc vỏ thôi sau đó cũng chẳng cần nhọc công như thế để lấy nước ngọt nước thủy chiều dâng lên vào con sông này nên khi thủy chiều xuống chỉ cần đi vào quá cửa sông một chút là có nước ngọt rồi sau khi dong buồm đi về phía nam được chừng mươi mười hai hôm tôi nhận thấy trên bờ biển có người ở một đôi chỗ còn thấy những người đứng trên bờ nhìn thuyền chúng tôi đi qua tôi rất muốn ghé lên bờ gặp họ nhưng chú bé suri luôn luôn có những ý hay lại khuyên tôi nên thận trọng tuy vậy Tôi cũng lái thuyền cho đi gần bờ để có thể nói chuyện với họ. Trong lúc đó thì họ cũng chạy dọc bờ biển. Tôi nhận thấy họ không cầm khí giới, trừ một người trong tay chỉ có chiếc gậy nhỏ. Suri bỏ đó chính là một ngọn vắn, có thể phóng từ xa rất trúng đích. Bởi thế, tôi phải cẩn thận giữ cự li đúng mức và dùng dấu hiệu để nói chuyện. Ngọ y muốn xin chút gì ăn. Họ ra hẹp bảo tôi dừng thuyền và đi lấy thức ăn đưa đến. Tôi bèn hạ buồm rồi dừng thuyền. Ngay lúc đó, hai người trong bọn họ chạy về phía trong và không đầy nửa giờ đã quay trở ra, mang theo hai tảng thịt và một thứ hạt, có lẽ do họ trồng trọt. Chúng tôi chẳng biết là thịt gì, hạt gì nhưng cũng sẵn sàng nhận bởi vì trên thuyền đã hết nhãn lương ăn. Lại còn phải nghĩ cách nào thuận tiện để tiếp nhận, bởi vì tôi thì không muốn lên bờ chút nào, mà về phía họ thì hình như cũng có ý ngại giáp mặt chúng tôi. Sau họ dùng một cách hợp với cả hai bên, họ đem những thứ ấy ra bầy cả trên bờ rồi rút lui đứng ở xa cho tới khi chúng tôi lên lấy tất cả đem xuống thuyền. Sau đó tôi lại xin nước uống, đầy đủ mọi thứ, chúng tôi lại kéo buồm lên và tiếp tục đi xuống phía nam trong chừng 11 ngày nữa. Suốt thời gian đó, không lúc nào tôi ghé vào bờ nữa. Tôi nhận thấy rõ ràng đất liền ăn dài ra biển ngay trước mặt, cách chừng 4 hoặc 5 dặm. Trời yên biển lặng lạ lùng tôi phải đi một đường vòng dài để tới được chỗ mũi đất rồi vòng sang phía kia và thấy mình lại ở cách bờ độ hai dặm phía kia cũng lại có những hòn đảo khác tôi nhận ra ngay và cũng rất đúng là tôi đương đi giữa một bên là mũi xanh và bên kia là những hòn đảo cũng mang tên ấy tuy thế tôi vẫn chưa tính ra được là nên hướng về phía nào bởi vì nếu bất ngờ nổi lên một cơn gió chỉ hơi to một chút cũng đủ cho tôi sôi hỏng bỏng không phần vân như thế lại càng thêm mơ hồ tôi bèn trao tay lái cho suri chui vào khoang ngồi nghỉ bỗng nhiên chú bé kêu lên ông chủ ông chủ tôi thấy ở kia có một chiếc tàu có buồm và chú bé tỏ vẻ sợ hãi vô cùng đến nỗi không thể tự chủ được nữa chú ta rất dễ dàng tin rằng đó là chiếc tàu của lão chủ ở sa lê đuổi theo chúng tôi nhưng tôi thì lại rất vững dạ và biết rằng khoảng cách đã quá xa tới mức không còn phải sợ hãi gì về phía ấy nữa sau khi đã dùng tất cả mọi cách có thể làm được tôi thấy mình không thể nào đuổi kịp chiếc tàu kia mỗi lúc họ một bỏ xa tôi trước khi tôi có thể làm một dấu hiệu nào báo cho họ biết may thay đúng vào lúc tôi đã dốc cạn sức lực để đẩy nhanh con thuyền theo và bắt đầu mất hết há vọng hình như những người trên tàu đã nhận ra chúng tôi qua kính viễn vọng có lẽ họ treo là một chiếc thuyền sống sót của một chiếc tàu châu âu nào đó đã bị đắm họ hạ bớt buồm để tàu chạy chậm lại cho chúng tôi theo kịp điều đó khiến tôi phấn khởi hẳn lên. Trên thuyền có một lá cờ nhỏ, tôi đem treo ngay lên cao báo hiệu chúng tôi đưa gặp nạn và tôi bắn một phát súng. Họ đều nhận ra cả hai thứ tín hiệu ấy. Sau đó họ có nói là trông thấy khói, mặc dù không nghe thấy tiếng nổ. Thứ hai là họ cuốn buồm lại và có lòng nhân đạo dừng tàu lại chờ tôi. Nhờ thế chỉ ba giờ đồng hồ sau tôi đến được với họ. Họ dùng các thứ tiếng bồ đào nha, tây ban nha và pháp để hỏi tôi là ai nhưng khốn thay tôi lại chẳng hiểu được một thứ tiếng nào họ nói cả sau cùng một thủy thủ người cốt làm trên tàu lại nói chuyện với tôi tôi trả lời anh ta rằng tôi là người anh chính tông và mới thoát cảnh nô lệ người morer ở sa thế là mọi người vui vẻ mời tôi lên tàu kèm theo tất cả những thứ ở dưới thuyền và đón tiếp rất niềm nở chiếc thuyền của tôi còn tốt nguyên ông thuyền trưởng nhận thấy thế và ngỏ ý muốn mua lại để dùng ngoài ra Ông rất mến Suri và muốn tôi nhường chú bé lại cho ông. Tôi cân nhắc mãi, sau cũng đồng ý, một phần vì chính Suri cũng thích cuộc sống thủy thủ. Chuyến đi này rất may mắn, chúng tôi yên ổn đi đến Bradang. Sau chừng 22 ngày, chúng tôi ghé vào vịnh Các Thánh. Tôi rất cảm kích về sự đối xử quá rộng rãi của ông thuyền trường. Trước hết, ông không hề lấy một xu nhỏ tiền tàu. Ông còn bảo trả lại cho tôi đầy đủ và nguyên vẹn tất cả những thứ gì tôi đã đem lên tầng. Ông nhận mua lại tất cả thứ gì tôi muốn bán, như là một hòm đầy rượu, hai khẩu súng và tất cả chỗ sáp còn lại. Nói tóm lại, tất cả đã đem lại cho tôi ngót nghét 200 đồng vàng làm vốn cho tôi xuống đất Bradang. Sau 4 năm sống ở Bradang, tôi đã có của ăn của đề. Tôi học tiếng địa phương và giao thiệp rộng với những bạn chủ trại khác cũng như với những tay buôn lớn ở cảng xăng San Salvador gần đó. Trong khi trò chuyện, tôi vẫn kể lại cho họ nghe hai chuyến đi Guinea của tôi. Tôi nhắc lại tỉ mỉ cách buôn bán ở đó, cách đổi lấy vàng vụn, ngà voi và nhiều vật báu khác bằng những thứ tầm thường như là giường nằm kiểu nhỏ, nồi niêu, bát đĩa, dao, kéo, đục, búa, gương soi và nhiều thứ lặt vặt khác nữa. Lần nào cũng thế, mọi người đều hết sức chăm chú nghe câu chuyện của tôi. Một hôm, ba người bạn chủ trại tới tìm tôi ngỏ ý muốn làm một chuyến buôn ở Guinea. Họ sẽ chuẩn bị một chiếc tàu và muốn nhờ tôi cùng đi trên chuyến tàu đó với nhiệm vụ tổng quản lý để điều khiển mọi việc mua bán đổi chác. Lúc trở về, chia hàng, tôi sẽ được hưởng một phần ngang với mỗi phần của họ mà không phải bỏ vào một xu nhỏ vốn nào. Máu tham mới thấy hơi đồng là mê, thật là khó mà từ chối nổi món lợi đó. Tôi vui vẻ nhận lời với điều kiện là họ bảo đảm trông coi chu đáo cái trại của tôi trong khi tôi đi vắng. Họ sẽ được hưởng cái trại đó nếu tôi không may bị thiệt mạng ngoài biển khơi. Sau khi tuyển mộ thủy thủ xong, hàng hóa đã bốc lên đầy đủ, mọi việc đều ổn thỏa đúng như lời giao ước giữa tôi và ba người bạn. Tôi xuống tàu để dấn thân vào cuộc khổ ải sắp tới. Hôm ấy là ngày mồng 1 tháng 9 năm 1659, đúng ngày 8 năm trước đây ở hơn tôi đã bước chân xuống tàu lần đầu tiên, bất chấp những lời khuyên bảo của bố mẹ. Chiếc tàu của chúng tôi chở được chừng 120 tân nô. Trên tàu có 6 khẩu đại bác và 14 người, chúng tôi chỉ chờ độc những thứ hàng hóa để trao đổi như là đồ thủy tinh, song, chảo và nhất là những cây gương xinh xắn, những con dao, kéo, búa và một số vải hoa. Chúng tôi rong buồm lên, đi dọc bờ biển hướng theo phương Bắc, dự định sẽ vòng sang bờ biển châu Phi sau khi đã lên tới 10 hoặc 11 nam vĩ độ. Đó là con đường hàng hải hồi ấy người ta hay dùng, suốt thời gian đi dọc bờ biển, trời rất tốt mặc dù thời tiết nóng bức vô cùng. Lên tới ngang mũi đất thánh Squisstanh, chúng tôi dần dần quay mũi ra khơi. Khi không còn trông thấy đất liền nữa, chúng tôi hướng về bắc đông bắc, vượt đường xích đạo sau 12 ngày đi trên mặt biển. Theo những tính toán mới nhất thì chúng tôi đương ở vị trí 7 độ và 20 phút bắc vĩ độ. Bỗng dưng một cơn rông tố nổi lên làm cho chúng tôi hoàn toàn lạc hướng. Bắt đầu ở đông nam, cơn rông chuyển thành gần như tây bắc, rồi dừng lại ở đông bắc. Tới đây, nó trở nên mãnh liệt vô cùng, làm cho suốt 12 hôm liền, chúng tôi chỉ biết trôi xuôi theo chiều cơn gió hung dữ. Suốt thời gian đó, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo bị vùi thay dưới lớp sóng cuồn cuộn và thật ra cũng không có ai trên tàu dám tự in ủi rằng mình sẽ thoát hiểm. Cuối ngày thứ 12, sức gió đã giảm, viên thuyền trường ước lượng vị trí chiếc tàu và nhận thấy chúng tôi đang ở vào quãng 11 Bắc Vĩ Độ, nhưng cách xa mũi đất thánh s mươi 22 Tây Kinh Độ. Như vậy là tàu đã trôi giạt lại bờ biển ở Guian hoặc phía bắc Braden, phía trên sông Amazon, ngược về phía sông s -Nuker, thường gọi là sông lớn viên thuyền trưởng hỏi ý kiến tôi bây giờ nên đi đường nào. Chiếc tàu đã bị hư hỏng trầm trọng và nước vào cũng khá nhiều nên không thể đi xa được nữa. Chúng tôi cùng nghiên cứu lại bàn hải đồ châu Mỹ và quyết định đi vòng ra khơi, tiến về phía đảo Bắc Bát trong quần đảo Caraib để ghé lại, há vọng có thể dễ dàng cập bến sau 15 ngày. Bây giờ nếu tàu không được sửa chữa, người không được nghỉ ngơi thì khó lòng mà sang tới châu Phi được nữa. Quyết định như thế chúng tôi đổi đường và chuyển về Bắc Tây Bắc. Nhưng hành trình của chúng tôi lại chấm dứt một cách khác. Đường đi ở vị trí 12 độ 18 phút Bắc Vĩ Đổ, chúng tôi lại vấp phải một cơn bão thứ nhì hung hãn không kém cơn bão trước. Bão cuốn chúng tôi về phía Tây, xa hẳn xã hội loài người. Cơ sự này nếu có thoát nạn sóng nước thì cũng đến xa vào tay những thổ dân chưa mong gì được may mắn trở về quê nhà. Thật là tuyệt vọng. Chương 4, trời vừa sáng một người trong bọn chúng tôi bỗng kêu lên đất liền chúng tôi ra khỏi phòng để xem đó là xứ nào và hiện đang lênh đênh ở miền nào trên quả đất thì chiếc tàu đâm sầm vào một dải cát tàu đứng sững lại sóng tràn vào ào ạt chúng tôi chỉ còn chờ chết nữa thôi chúng tôi đứng sát với nhau tựa vào thành tàu để tránh sức quật mãnh liệt chúng tôi chỉ còn một chút hy vọng đó là chiếc tàu chưa bị vỡ trái với phỏng đoán và ông chủ tàu cho biết gió đã bắt đầu dịu dần trên tàu vẫn còn một chiếc xuồng, nhưng sóng gió lay tàu mạnh quá không sao đem xuống được. Sóng gió quật mạnh, thân tàu kêu răng rắc, ai nấy đều cho là tàu sắp vỡ đến nơi rồi. Trong cơn tiến thoái lưỡng nan, may sao người hoa tiêu tìm được cách lấy xuồng. Chúng tôi xuống lại giúp anh ta hạ xuồng xuống biển, ngay sát thành tàu. Tất cả anh em chúng tôi đều xuống xuồng, cho phó tính mạng cho trời, bỏ mặc chiếc tàu cho biển cả hung dữ. Chúng tôi trèo, hay nói cho đúng là trôi, được chừng một dặm rưỡi thì một làn sóng lớn như một quả núi cuồn cuộn đuổi theo. Phút chốc nó đổ xuống chúng tôi dữ dội vô cùng, chiếc xuồng bị hất ngược, chúng tôi bắn ra khỏi xuồng, chìm nghỉm dưới vực nước, mỗi người một ngả chẳng còn kịp gọi nhau. Ngọn sóng vồ lấy tôi, cuốn vào đất liền rồi dịu đi, để tôi nằm chơ nửa nổi nửa chìm trên cát, gần chết vì ngạt thở và uống nước quá nhiều. Nhìn thấy đất liền gần mình hơn là dự đoán. Tôi tỉnh táo lại ngay và khỏe hơn lên. Tôi vùng đứng dậy, cố sức chạy thật nhanh vào phía bờ, trước khi một đợt sóng khác có thể ào tới và cuốn tôi trở ra. Nhưng không kịp nữa, phía sau, biển cả hung hãn dâng lên cao và dữ dội như một kẻ địch nguy hiểm mà tôi không thể đọ sức. Tôi cố gắng nín hơi, ngoài người lên trên mặt sóng để có thể thở tự do và bơi thẳng được vào. Đáng lo nhất là sau khi đưa tôi về phía đất liền, ngọn sóng lại rút lui và sẽ có thể cuốn tôi trở ra biển cả. Đợt sóng thứ nhì này đổ ảo lên đầu tôi và vùi tôi xuống dưới một cây nước cao chừng 20 đến 30 bộ. Tôi có cảm giác bị cuốn đi rất xa, rất mạnh và rất nhanh vào phía đất liền. Tôi bèn nín thở, bơi cật lực để được gần bờ thêm chút nữa. Nhưng vì cố gắng quá sức, tôi gần như bị ngạt. Vừa may tôi thấy mình như nổi dần lên, đầu và tay nhô ra khỏi mặt nước, trong người dễ chịu hẳn. Mặc dù chỉ nhô lên được chừng 2 giây đồng hồ, tôi cũng đã kịp thở và chân tĩnh trước khi lại bị dìm sâu xuống nước. Lần này thì tôi không đến nỗi ngột ngạt quá lâu nữa. Đợt sóng vừa dịu đi và bắt đầu rút lui ra biển cả, tôi đã vùng chạy miết lên phía trước để khỏi lại bị cuốn đi lần nữa. Tôi đứng im một chút, thở lấy sức và chờ cho nước rút ra hết, rồi chạy cật lực về phía bờ. Tuy vậy gian nan vẫn chưa hết, tôi còn bị vùi dưới hai đợt sóng mạnh nữa sóng lại cuốn và đẩy tôi tới phía trước, đưa tôi lại gần bờ thêm. Đợt sóng thứ nhất trong hai đợt này thật tai hại quá chừng. Nó ném vào một mỏm đá, mạnh đến nỗi tôi choáng váng bất tỉnh. Sườn và ngực bị đập mạnh vào đá, tôi nghẹt thở mất một lúc. Nếu sóng dồn đến tơi tấp thì chắc chắn tôi đã bị chết ngạt. Nhưng tôi đã tỉnh lại trước khi đợt sóng sau xô tới. Vừa thấy sóng sắp sửa nhào đến, tôi cắn răng bám chặt lấy một mỏm đá nín thở cho tới khi ngọn sóng rút ra. Mày sao đất liền cũng đã gần, sức sóng đã giảm nên dù sóng dồn qua dồn lại trên đầu, tôi vẫn bám chặt được vào mỏm đá. Ngọn sóng vừa rút lui, tôi không bỏ lỡ dịp tốt, chạy thẳng vào được gần bờ. Đợt sóng sau tuy vẫn vượt qua đầu tôi nhưng không cuốn tôi trở ra được nữa. Tôi chỉ còn phải chạy tiếp một chặng đường nữa là đến bờ. Tới nơi, tôi trèo lên một mỏm đất, ngồi bệt xuống cỏ tránh những ngọn sóng bất lực đương hung hăng nhào tới và réo ầm ầm chưa chịu buông tha tôi. Thế là thoát nạn, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, chẳng khác gì được cứu sống sau một cơn ốm thập tử nhất sinh. Tôi đi đi lại lại trên bờ biển, lòng vui rào rạt, tỏ nỗi vui sướng của mình bằng nhiều cử chỉ bây giờ cũng không nhớ lại được nữa. Nhớ tới các bạn cùng đi trên tàu, tôi ngậm ngùi vô hạn. Có lẽ chỉ còn một mình tôi sống sót, từ khi bị nạn, tôi chẳng còn thấy bóng dáng một ai hoặc một vết tích gì của họ ngoài bốn cái mũ vài chiếc giày rách bị sóng ném vào bờ tôi ngoảnh nhìn về phía chiếc tàu mắc cạn mặt biển vẫn đầy những con sóng bạc đương réo lên hung hãn chiếc tàu lại còn ở cách rất xa nên tôi chỉ có thể thấy mờ mờ bóng dáng nó bất giác tôi kêu lên trời ơi sao mà mình lại có thể vào được đất liền thế này nghĩ tới hoàn cảnh may mắn của mình tôi thấy vững dạ thêm tôi bắt đầu nhìn xung quanh xem mình hiện ở nơi nào, mình phải lo tới việc gì trước. Thế là tôi lại thấy ngao ngán quá, vì thực ra chưa có gì đáng mừng. Trái lại, tình cảnh tôi còn bi đát lắm, ướt lạnh không có quần áo thay, đói không có ăn, khát không có uống, đau yếu không có thuốc thang, trong tay chỉ có mỗi một con dao nhỏ để giữ mình. Như vậy hỏi còn có thể nhìn thấy gì ngoài cái cảnh mình sẽ bị chết đói hoặc làm mồi cho thú dữ cách giải quyết tạm thời và tốt nhất là trèo lên một cây cao trông giống như cây thông nhưng cành lá giường già mà thân lại có gai mọc gần đó tôi quyết định ngủ trên đó cho qua một đêm chờ xem ngày hôm sau cái chết sẽ đến như thế nào với tôi bởi vì hiện tại tôi vẫn không thấy gì ngoài cái chết tôi đi sâu vào đất liền chừng một phần tư dặm để tìm nước uống gặp một dòng nước ngọt chảy róc rách tôi mừng rỡ cúi xuống uống lấy uống để sau khi uống thỏa thuê và nhai một nhúng thuốc lá cho quên đói tôi trèo lên cây tìm một chỗ nằm thật chắc chắn để dẫu có ngủ mê cũng không thể rơi xuống đất được tôi chặt một đoạn gậy ngắn đem theo phòng thân vì mệt quá nên vừa tới nơi là tôi nằm vật xuống ngủ thiếp đi một giấc dài chính giấc ngủ này đã giúp tôi lấy lại sức khỏe chắc không mấy ai đã có thể ngủ một giấc ngủ ngon lành như tôi lúc ấy trên một chỗ nằm khá treo leo sáng bạch tôi mới dậy trời trong xanh bão đã tan mặt biển không còn hung hãn như hôm qua nữa Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy thủy triều lên cao đã nâng chiếc tàu của chúng tôi lên khỏi giải cát và đưa nó dạt vào gần gành đã mà hôm qua tôi đã bị mấy phen quật vật lao đao. Từ chỗ tôi ngồi đến đó chỉ chừng một dặm biển, thấy chiếc tàu vẫn có vẻ chưa suy xuyền, tôi mong có thể ra đó, may ra tìm được một vài thứ cần thiết cho cuộc sống của tôi từ nay. Vừa tụt xuống khỏi, giường, tôi nhìn quanh một lần nữa và thấy ngay chiếc xuồng đã bị gió và thủy chiều đầy dạt vào bờ, ở bên phải tôi cách chừng hai dặm biển. Tôi cứ men dọc mãi theo bờ biển, định đi tới đó. Nhưng tôi gặp ngay một cái phá rộng chừng nửa dặm biển chắn ngang đành phải quay trở về, chờ dịp khác. Và lại mục tiêu chính của tôi hôm nay vẫn là chiếc tàu, hy vọng tìm ngay ở đó được chút gì ăn uống tạm. Quá trưa một tí, mặt biển phẳng lặng, nước chiều xuống cạn đến mức tôi có thể đi bộ ra cách con tàu còn độ một phần tư dặm biển mới phải bơi. Lòng tôi lại càng thêm chua sót ngậm ngùi rõ ràng là nếu chúng tôi cứ ở yên trên tàu thì chắc chắn là sẽ bảo toàn tính mạng ít nhất chúng tôi cũng có thể yên ổn lên được đất liền bản thân tôi sẽ không đến nỗi cơ cực như bây giờ một thân một mình trơ trọi những ý nghĩ đó làm cho tôi ứa nước mắt nhưng khóc thì cũng chẳng giảm nhẹ đau khổ được mấy chút tôi quyết định ra chỗ chiếc tàu nếu có thể ra được trời nắng gay gắt tôi cởi hết quần áo rồi nhảy xuống nước bơi đi nhưng khi tới bên sườn tàu tôi mới thấy khó lên quá bây giờ tàu nằm gách trên một dải cát và nhô khỏi mặt nước khá cao ven sườn lại chẳng có gì để bấu víu mà lên được tôi bơi quanh tàu hai vòng và cuối cùng gặp được cứu tinh đó là một đoạn thừng treo lủng lẳng ở phía trước tôi phải cố gắng lắm mới nắm được màu thừng mà trèo lên phía mũi tới nơi tôi thấy chiếc tàu bị vỡ một mảng lớn tướng nước tràn vào ngập gần hết cả khoang hầm nó nằm chuối vào sườn một dải cát thoai thoải cho nên lái thì nhô lên thật cao mà mũi lại tụt xuống quá thấp, gần chìm nhìm trong nước. Như vậy, sàn tàu nằm cao hơn mặt nước, và tất cả những thứ gì để trên đó đều còn khô giáo cả. Việc trước tiên là sục sạo khắp nơi xem cái gì đã hư hỏng, cái gì còn tốt. Trước hết, tôi mừng rỡ thấy tất cả thực phẩm trên tàu đều còn khô giáo và nguyên lành. Bụng đói meo, tôi lấy bánh khô nhét đầy túi rồi vừa ăn vừa làm những việc khác vì tôi không thể bỏ phí một chút thì giờ nào. Tìm được trong phòng viên thuyền trưởng một ít rượu mạnh, tôi uống ngay một ngụm lớn để cho tinh thần thêm vững mà đương đầu với tất cả những khó khăn trong những ngày sắp tới. Vừa bước ra khỏi phòng viên thuyền trưởng, tôi nghe văng vẳng có tiếng cào cửa, tiếp đó là một thứ tiếng rên ư ư, tôi kinh ngạc, nửa sợ nửa mừng. Ai đó, các bạn đồng hành đều cùng xuống xuồng với tôi và đều đã bỏ mình dưới biển cả rồi. Tôi lắng nghe và đoán ra những tiếng đó phát ra từ khoang hầm. Quả nhiên xuống tới đó thì nghe thấy rõ hơn, tôi cảm động mở tung cửa hầm để giải thoát cho người bạn khốn khổ. Một cái bóng vụt ra, nhảy bổ vào tôi, đó là con chó trên tàu. Tội nghiệp, nó bị mệt lả và đói mềm nên chỉ sủa được vài tiếng rất yếu ớt. Nó quấn quýt lấy tôi như gặp chủ cũ. Tôi quăng cho nó miếng bánh đương ăn dở và ngồi xuống vuốt ve nó. Thôi, mày lên đảo với tao cho có bầu có bạn nhưng nhiều việc cấp bách không cho phép tôi ngồi với nó lâu hơn nữa. tôi ném cho nó thêm mấy miếng bánh khô rồi quay trở lại với công việc của mình. tôi không thể cứ ngồi khoanh tay mặc thời gian trôi đi mà mơ ước viển vông. nhu cầu cấp bách đã đốc thúc và khuyến khích tôi phải cố gắng bắt tay vào việc ngay. trên tàu có rất nhiều trục buồng, vài ba cột buồng dự trữ và mấy phiến gỗ lớn. tôi bèn lấy ngay mấy thứ đó, vốn cũng không lấy gì làm nặng quá đẩy xuống nước buộc chặt vào một sợi dây thừng để chúng khỏi trôi đi xong xuôi tôi tụt xuống theo sườn tàu kéo những cây gỗ ấy lại buộc bốn khúc dài nhất vào nhau thật chặt thành hình một chiếc bè tôi đặt ngang trên đó mấy mảnh ván ngắn để có thể đi lại được nhưng bè còn nhẹ quá chưa thể trở nặng tôi lại trèo lên tàu cưa thêm một cái trục lớn thành ba đoạn rồi nhọc nhằn lắm mới đem buộc được vào cho bè nặng thêm cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể thu nhập được nhiều vật dụng cần thiết tôi lại càng hăng hái và làm được những việc vượt sức tôi rất nhiều. Chẳng mấy chốc tôi đã có một chiếc bè tạm đủ sức chờ một chuyến khá nặng. Bây giờ chỉ còn chọn xem phải chờ gì và làm thế nào để đồ đạc khỏi bị ướt. Nhưng tôi cũng chẳng phải suy tính lâu. Trước hết, tôi ném xuống bè tất cả những tấm ván đã tìm thấy trên tàu. Tiếp đến, sau một phút đắn đo, cân nhắc xem cái gì cần thiết trước, tôi lấy ngay ba chiếc hòm rỗng lớn buộc dây dòng xuống. Tôi xếp đầy thức ăn vào cái hòm lớn nhất bánh mì, gạo, ba bánh phó mắt hà lần, năm xúc thịt dê khô và một ít lúa mì vẫn dùng để nuôi gà trên tầng, nhưng gà đã bị thịt gần hết từ lâu rồi. Tôi cũng tìm được một ít lúa mạch các loại trộn lẫn với nhau, nhưng tiếc thay chuột đã ăn hoặc nhằn mất rồi, chỉ còn lại trống. Tôi đành chỉ lấy về tất cả những thứ gì hiện nay tôi không thể thiếu, trong đó phải có một số đồ dùng để làm việc khi lên đất liền. Sau khi tìm kiếm rất lâu, tôi vớ ngay được cái hòm đựng đồ nghề của bác thợ mộc quả là một kho tàng quý báu hơn hẳn một chiếc tàu chở đầy vàng tôi dòng ngay cái hòm ấy xuống bè cũng chẳng cần kiềm lại nữa vì tôi đã biết đại khái trong đó có những gì rồi sau đó tôi sụp tìm khí giới và đạn dược trong buồng viên thuyền trưởng có hai khẩu súng trường rất tốt và một cặp súng ngắn tôi cho ngay mấy cây súng xuống bè cùng với hai túi thuốc súng một bao đạn ghém và hai thanh gươm cũ đã gì Tôi biết trên tàu còn có ba thùng thuốc súng nữa, nhưng không rõ người pháo thủ xếp vào đâu. Nhưng rồi tôi cũng moi ra được sau khi sục xảo không thiếu một ngóc ngách nào. Đáng tiếc là một thùng đã ngâm nước, còn hai thùng kia vẫn khô ráo và đang tốt, tôi đem luôn lên bè cùng với súng đạn. Như vậy, tạm thời tôi cũng đã có đủ mọi thứ cần thiết, bây giờ chỉ còn lo đưa chiếc bè yên ổn vào cho tới bờ. Bè không buồm, không bơi trèo, không tay lái một cơn gió bất chợt đến cũng đủ đánh chìm tất cả thật đáng ngại. Bè đi được một quăng thì tôi nghe tiếng chó sủa trên tầng. Thì ra tôi đã bỏ quên con vật đáng thương ấy. Trong khi tôi bận túi bụi vào những công việc kể trên thì nó sụp khắp hầm tàu để tìm chuột cho nên lúc tôi xuống bè thì quên mất nó. Tôi giơ tay vẫy, nó nhảy từ trên tàu xuống biển, bơi vào bờ và tới nơi trước cả bè. Lúc bè cập bến, tôi đã thấy nó ngồi trồm trỗm trên bờ để đón. Cách chỗ tôi chừng một dặm biển có một quả núi rất cao và lầm chởm nổi bật hẳn lên trước một dãy núi khác ở phía bắc. Tôi mang một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn, kèm thêm một cái túi thuốc súng và một bao đạn ghém, rồi lên đường trèo lên đỉnh núi cao để khám phá vùng đất đó. Sau bao nhiêu nhọc nhằn mới lên tới nơi, tôi càng đau xót cho số phận mình. Tôi thấy rõ ràng hiện nay mình đang bơ vơ trên một hòn đảo trơ trọi giữa biển cả mênh mông không còn mảnh đất nào khác mấy mỏm đá ở xa tít mù khơi. Cách đảo lớn này chừng ba dặm đường về phía tây chỉ có hai hòn đảo khác nhỏ hơn nhiều. Tôi bị cầm tù trong một hòn đảo thật hoang vu, tôi có thể tin chắc rằng ở đây không có dân cư mà chỉ có thú dữ. Nhưng tôi cũng chưa thấy bóng con thú dữ nào, tôi chỉ gặp rất nhiều những giống chim lạ mà cũng chẳng biết giết chúng để làm gì. Lúc trở về, tôi bắn rơi một con chim rất to đang đậu trên một cây cao ở ngay bìa khu rừng lớn. Có lẽ đó là phát súng đầu tiên ở đây từ khi khai thiên lập địa. Tiếng nổ chưa dứt, từ khắp nơi đã ầm ầm ảo ảo không biết bao nhiêu tiếng kêu, tiếng chí chóe, đủ giọng đủ kiểu đến lạ. Con chim bị bắn có lẽ là một loại diều hông, màu lông và mỏ thì giống, nhưng cựa và móng thì lại khác, thịt thì hăng hắc khó chịu, chẳng được tích sự gì. Thôi thì biết thêm được tí nào hay tí ấy, tôi trở về chiếc bè và bắt tay vào việc dỡ đồ đạc tôi mải mê với công việc đến nỗi đêm đến lúc nào không hay thành thử chưa kịp nghĩ đến thu xếp nơi ăn trốn ngủ dù là tạm thời tôi không dám nằm liều xuống đất mà ngủ chỉ sợ bất ngờ có thu giữ tới vồ mặc dầu cũng chưa có gì tỏ ra đáng ngại về mặt đó tuy vậy tôi cũng xếp tạm một bức rào bằng những hòm và ván lấy ở tàu về rồi dựng tạm một chiếc lều nho nhỏ bên trong để ngủ cho qua tối hôm đó Tôi cũng chưa nghĩ ra cách sẽ kiếm ăn thế nào trên hòn đảo hoang vu này trừ vài ba con thú giống như thỏ rừng chạy ra lúc tôi bắn con chim. Tôi lót vội cho con chó một cái ổ ngay bên cạnh, như vậy tôi thấy vững dạ hơn. Thỉnh thoảng nó rên ư, ư ư như đương nằm mơ thấy lại những cảnh hãi hùng vừa qua. Vào quãng nửa đêm nó vùng dậy sủa lên mấy tiếng, tôi cầm súng đứng dậy nhìn ra ngoài nhưng không thấy động tĩnh gì lại nằm xuống để ngủ đến sáng tôi ước tính còn có thể lấy ở chiếc tàu về được nhiều thứ rất cần thiết, đặc biệt là dây chảo, vải buồng. tôi lại tìm cách chờ ra tàu. tôi biết chỉ một cơn bão nữa nổi lên là đủ phá vỡ tan chiếc tàu ra ngay, nên tôi hoãn tất cả mọi công việc khác để đi vài chuyến nữa. tôi để chiếc bè cũ ở nhà, ra tàu tôi sẽ lấy ván đóng một cái khác vững vàng hơn. tôi bèn chờ nước thủy chiều xuống để đi ra như lần trước, nhưng lần này tôi cởi hết quần áo ngay từ trong lều chỉ mặc áo lót rách, quần đùi và mang dép nhẹ. Chương 5 Tới nơi, tôi đóng ngay chiếc bè. Kinh nghiệm lần trước giúp tôi khéo tay hơn. Chiếc bè này không cồng kềnh như chiếc trước mà cũng không phải trở nặng quá. Tuy nhiên tôi vẫn mang về được rất nhiều thứ có ích. Tôi tìm thấy trong kho đồ mộc mấy túi đinh và sắt nhọn, một cái khoan lớn, có đến hơn chục cây búa, rìu và một hòn đá mài. Tôi để riêng ra cùng với mấy thứ khác của người pháo thủ như vải thanh sắt, hai thùng đạn, bảy khẩu súng và thêm vào đó một khẩu súng săn, một ít thuốc súng, một túi lớn đựng đầy đạn ghém cỡ nhỏ. Mấy thùng thuốc súng sao mà đồ sổ và nặng đến thế? Tôi phải đục thùng lấy thuốc súng ra dần dần, chia thành nhiều gói đem bỏ lên bè. Công việc ấy cũng làm tôi mất thêm một số thì giờ. Vào đến đất liền với ngổn ngang trăm thứ như thế, tôi dựng ngay một cái lều nhỏ bằng tấm vải buồm lấy ở tàu vây và những cọc nhọn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mang vào trong lều tất cả những thứ có thể bị hỏng vì mưa nắng ngoài trời. Sau đó, tôi xếp những hòm và thùng rỗng, cái này trồng lên cây kia, thành một bức đá vây quanh chiếc lều để bảo vệ tài sản của tôi, chống những cuộc tấn công của bất cứ kẻ địch nào. Tôi lại dựng mấy tấm ván phía trong và một cái hòm rỗng bên ngoài để chặn lối ra vào. Sau khi luồn hai khẩu súng ngắn xuống dưới gối và đặt khẩu súng săn bên cạnh mình, hôm ấy là buổi đầu tiên tôi được đặt mình xuống giường đánh một giấc ngon lành cho tới khi trời sáng rõ. Tối hôm qua tôi bị mệt đến mức không ngủ được mấy chút, rồi cả ngày hôm nay lại làm việc không nghỉ, suốt ngày ra tàu lấy các thứ về rồi lại chuyển lên bờ đưa về liều. Kho chứa đồ của tôi có thể coi là một tài sản lớn nhất riêng cho một người. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thỏa mãn, chiếc tàu còn đứng vững ngoài kia thì tôi còn phải ra mà lấy cho kỳ hết tất cả những gì có thể đem về được. Ngày nào tôi cũng ra tàu vào lúc nước chiều rút, hôm lấy về thứ này, hôm đem về thứ kia. Đặc biệt trong chuyến đi thứ ba, tôi lấy về tất cả những đồ dùng đi biển, dây cháo loại nhỏ, sợi gai bện thừng, một tấm vải thô và cả cái thùng thuốc súng bị thấm nước. Cái gì có thể lấy về được là tôi không từ, tôi không quên tất cả những lá buồm các cỡ, từ cái to nhất đến cái nhỏ nhất, trong hoàn cảnh này, nếu không dùng làm buồm thì cũng dùng làm vải thô. Tôi cắt thành từng mảnh đem dần về sau năm sáu chuyến đi như thế, tưởng rằng trên tàu chẳng còn gì đáng ra nữa. Đột nhiên tôi vớ được một thùng lớn đầy bánh khô, ba thùng rượu mạnh, một hộp đường đen và chừng một thùng bột mì rất mịn. Cả chừng ấy thứ vẫn tốt nguyên, chưa bị nước mặn làm hỏng. Thật là thích thú quá chừng, tôi vội vàng lấy hết bánh khô trong thùng ra đem gói vào trong những miếng vải buồm đã cắt sẵn, rồi bỏ lên bè trở vào bờ. Chuyến này cũng yên ổn và rôm rả dạ không kém những chuyến trước ngày hôm sau tôi lại đi một chuyến nữa những chuyến trước tôi đã lấy tất cả những gì có thể mang đi được một cách tương đối nhẹ nhàng lần này tôi nhầm vào những dây chảo lớn tôi bắt đầu chặt những dây lớn nhất thành từng đoạn vừa sức tôi kéo đi rồi chất hai dây chảo một dây tam cố và đồ sắt linh tinh thành một đống tôi lại cưa hai cái trục bồn lớn ra đem kết thành một cái bè lớn chuyển tất cả cái đống nặng nề đó lên rồi trèo đi nhưng bản thân chiếc bè đã nặng quá lại chở quá sức, cho nên khi tới cái vũng hôm trước, tôi không điều khiển nổi bè nữa. Thế là bè bị liệt, hất tôi và tất cả đồ đạc xuống nước. Tuy chính mình không bị tai nạn gì vì bè đã vào gần tới bờ, nhưng chuyến này tôi bị thiệt hại khá nhiều, nhất là các đồ sắt định dùng vào một số việc cần thiết. Cũng may nước chiều xuống cạn, tôi vớt được lên bờ hầu hết những đoạn dây cháo và một ít đồ sắt. Tôi cứ phải lặn xuống ngoi lên mãi nên mệt ngoài. Từ hôm đó, tôi vẫn tiếp tục mỗi ngày một chuyến ra tàu để lấy tất cả những gì có thể trở về được. Tôi đã lên đất được 13 ngày và ra tàu được 11 chuyến. Tôi đã lấy về tất cả những thứ mà sức một con người đơn độc có thể lấy và đem đi được. Tôi tin chắc rằng nếu trời cứ tốt, mặt biển cứ lặng, tôi sẽ lấy về được tất cả chiếc tàu, từng mảnh từng phần một. Tôi trở ra chuyến thứ 12, nhưng biển bắt đầu động nên không đóng bè trở thêm được bất ngờ tôi lục trong ngăn kéo viên thuyền trưởng được một số tiền vàng đủ các loại, mười chiếc dao cạo và một tá dao ăn. tôi định bỏ số tiền lại vì bây giờ nó vô dụng quá chừng, nhưng sau tôi cũng đem gói lại cùng với dao vào một miếng vải buồm. tôi ôm lấy cái gói nhảy xuống biển bơi vào bờ trước khi mặt biển nổi sóng lớn. tôi cũng không ngạc nhiên lâu, một ý nghĩ chợt đến đã an ủi tôi, may mà mình không bỏ phí một chút thì giờ nào, không ngại khó khăn, không sợ mệt nhọc đã lấy được hết mọi thứ cần thiết dù ít dù nhiều bây giờ nếu có còn chút thì giờ nào nữa cũng chẳng còn gì đáng kể mà lấy từ nay tôi phải lo tìm cách ổn định cuộc sống đề phòng kẻ địch như người hoặc thú rừng tôi cân nhắc mãi những kinh nghiệm làm nhà và các kiểu nhà không biết bây giờ nên đào một cái hang sâu hay dựng một túp lều cuối cùng tôi quyết định làm cả hai thứ tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn toàn bộ dinh cơ của tôi vì chắc cũng có nhiều điều đáng được các bạn chú ý. Trước hết, tôi nhận thấy chỗ ở tạm của tôi bây giờ không thích hợp để làm nhà vì vừa thấp vừa lầy lội, lại chẳng gần nguồn nước ngọt nào. Tôi bèn đi tìm một chỗ ở tốt hơn. Trong hoàn cảnh này, tôi thấy cần phải kết hợp cho được nhiều mặt thuận lợi. Trước hết, cần có đủ điều kiện để bảo đảm sức khỏe tốt, gần nước ngọt, tránh được ánh nắng gay gắt ở xứ này. Mặt khác, những điều kiện để tự bảo vệ chống những cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù cũng không thể thiếu sau nữa tôi lại muốn có thể nhìn được ra ngoài biển cả để nếu thấy chiếc tàu nào qua lại sẽ tìm cách thoát khỏi đảo vắng hy vọng này tuy mỏng manh nhưng tôi vẫn quyết tâm bám chặt lấy tôi tìm được một miếng đất bằng phẳng nằm sát chân một ngọn núi cao sườn núi phía này thẳng đứng như tường không dễ gì đi từ trên cao mà xuống đến chỗ tôi ở được bên dưới có một chỗ lõm vào giống như một cửa hang. Nhưng bên trong chẳng có hang động hoặc đường hẻm. Tôi dựng nhà trên nền đất ngay trước chỗ lõm ấy. Một khoảng đất rộng chừng 50 sải và dài gấp đôi, trải ra trước mặt như một tấm thảm xanh, ba bề dốc thoải thoải về phía bờ biển. Làm nhà ở đó tức là phía bắc tây bắc ngọn núi, hàng ngày tôi có thể tránh nắng cho đến lúc mặt trời sắp lặn. Trước khi dựng lều, tôi vạch một đường vòng cung, bán kính từ chỗ đất lõm thẳng ra chừng 10 xài còn đường kính chạy theo chân núi thì dài 20 xài. Theo đường vòng cung, tôi trồng hai dãy cọc gỗ thật chắc chắn, chôn sâu xuống đất rất vững, cao hơn mặt đất chừng 5 bộ rưỡi và đéo nhọn ở trên. Hai lớp rào trong ngoài cách nhau chỉ chừng 6 tắc bộ. Xong xuôi, tôi lấy những đoạn dây chảo đã cắt đem đan lại thật xít nhau, vào giữa những cọc hàng rào, từ chân lên đến ngọn. Tôi lại đóng thêm những cọc gỗ khác cao chừng hai bộ rưỡi áp chặt vào những cọc trước, để đỡ phía trong. Công trình ấy vững chãi đến mức không thể có người, hoặc con vật nào phá vỡ hay vượt qua được. Tôi đã dồn vào đó biết bao công sức, nhất là để cưa xẻ những cọc gỗ rồi kéo từ bến vào, dựng lên mà chôn sâu xuống. Tôi không làm cổng, nhưng lại làm một cái thang nhỏ để trèo qua rào, rồi kéo luôn thang vào bên trong. Như thế, chắc chắn tôi được bảo vệ rất cẩn thận để chống với mọi kẻ địch và từ ngày đó tôi mới được ăn ngon ngủ yên nhưng kể cũng thừa vì suốt một thời gian dài về sau thực tế chẳng thấy có kẻ thù nào đáng kể chính trong cây chỗ trú ẩn đó hoặc gọi là cây pháo đài cũng được tôi đã chuyển vào tất cả lương thực khí giới nói tóm lại tất cả tài sản của tôi bên trong tôi dựng một chiếc lều lớn có hai lớp mái để chống những trận mưa như chút và dai dẳng ở miền này trước hết tôi dựng một lều trung bình rồi làm một cái khác lớn hơn chùm lên sau đó lại căng thêm một lớp vải nhựa đem từ tàu về. Từ đó, một thời gian rất lâu, tôi không ngủ trên cái giường đem ở tàu lên nữa. Sẵn có chiếc võng rất êm của người hoa tiêu trước kia thường dùng trên tàu, tôi đem mắc trong lều để ngủ, vì tôi thích ngủ võng hơn. Tôi lại cất vào trong lều tất cả những loại thức ăn có thể bị mưa làm hỏng. Sau khi đã chuyển hết mọi thứ vào bên trong, tôi bịt kín hàng rào lại. Từ đó, tôi chỉ dùng cây thang để ra vào như trên kia đã nói công việc ấy xong xuôi tôi bắt đầu đào sâu vào trong núi đào được bao nhiêu đất tôi đều chuyển qua lều đem ra đồ vào chân hàng rào dần dần thành một sân đất nền, cao hơn bên ngoài đến một bộ rưỡi chẳng bao lâu tôi đã đào xong một cái hang vừa dùng làm trái vừa dùng làm hầm chứa đồ ngay sau lều tôi đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới hoàn thành toàn bộ những công trình đó ấy thế mà dạo ấy lại còn một số việc bất ngờ xảy đến làm tôi lo lắng thêm nữa một hôm trong thời gian đầu tôi đương suy nghĩ về cách dựng lều và đào hầm một đám mây đen và dày kéo đến rồi một cơn bão nổi lên bỗng nhiên một tia chớp vụt sáng lẻ và tiếp đó một tiếng sét nổ giữa rồi sét nổ sau chớp là lẽ tất nhiên cho nên tôi không sợ hãi gì như một ý nghĩ vụt nảy ra cũng nhanh như chớp không biết thuốc súng của mình ra sao rồi đây không còn thuốc súng thì mình kiếm ăn thế nào được tôi lo ngại quá chừng chỉ sợ kho thuốc súng có thể bị xét đánh nổ tung lúc nào không biết. Ý nghĩ đó dày dứt tôi đến nỗi vừa ngớt cơn bão, tôi vội tạm ngừng ngay tất cả công việc dựng hàng rào và lặt vặt khác để lo cất giấu thuốc súng. Tôi gấp rút làm những cái bao và những cái hộp để bỏ thuốc súng, chia thành nhiều gói cất ở nhiều nơi không cho bắt lửa, lỡ khi có một gói bị cháy. Như vậy muôn một có xảy ra chuyện gì thì tôi không bị mất tất cả thuốc súng. Tôi đã mất đến nửa tháng trời để hoàn thành công việc đó và tôi ước tính số 150 cân thuốc súng của mình đã chia thành chừng 100 gói nhỏ. Riêng cây thùng thuốc súng đã bị ướt thì không có gì đáng lo ngại nữa nên tôi đem cất vào trong cây hang mới đào, cao hứng tôi gọi là nhà bếp. Tôi giấu những gói kia vào những hốc đá thật khô ráo và tất nhiên tôi hết sức chú ý để khỏi quên. Mặc dù bận bịu như thế, không ngày nào tôi không đi dạo bên ngoài ít nhất là một lần hoặc để giải trí hoặc để săn bắn kiếm thịt tươi hoặc để biết thêm dần cảnh vật trên đảo mỗi lần đi ra tôi đều đem theo con chó nó chạy quanh quẩn bên tôi sụp vào bụi đuổi chim hoặc thú ra cho tôi bắn lúc tôi ngồi nghỉ nó nằm im bên cạnh thỉnh thoảng ngước mắt nhìn tôi rất âu yếm có nó tôi cảm thấy bớt được một phần cô quạnh trong buổi đi dạo đầu tiên gặp mấy con dê đực tôi thích thú vô cùng nhưng rồi thích thú ấy cũng giảm bớt đi sau khi tôi thấy giống dê ở đây là một loại dê rừng, tinh khôn và chạy rất nhanh, khó lòng lại gần được chúng. Tuy thế, tôi cũng không nản lòng, tôi tin thể nào thỉnh thoảng cũng bắn được một vài con. Quả nhiên về sau tôi đã bắn được chúng, chú ý nghiên cứu theo dõi lối đi đường về của bầy dê, tôi nhận thấy mỗi khi tôi ở trong cánh đồng cỏ mà chúng ở trên núi thì chúng tỏ vẻ hoảng sợ, bỏ chạy trốn nhanh như biến. Nhưng khi chúng xuống ngậm cỏ trong cánh đồng mà tôi đứng trên núi thì hình như chúng lại không để ý gì đến tôi. Tôi kết luận rằng có thể do một sự cấu tạo đặc biệt, mắt chúng luôn luôn nhìn xuống nên không thể thấy được dễ dàng những vật đứng cao quá tầm mắt. Từ đó về sau, hễ muốn săn dê, tôi lại leo lên núi để đứng cao hơn và như thế thì muốn bắn bao nhiêu con cũng được. Ngày phát súng đầu tiên, tôi hạ được một con dê cái còn nuôi con, thành ra cũng không được hài lòng khi dê mẹ ngã xuống dê con cứ đứng bên mẹ lúc tôi vác con dê mẹ lên vai đưa đi thì con dê con cứ theo tôi mà về tới hàng rào tôi đặt dê mẹ xuống bế con dê con lên trèo qua hàng rào đưa nó vào bên trong hy vọng có thể nuôi được nó nhưng nó không chịu ăn uống gì cả nên buộc lòng tôi phải giết thịt nó vậy bữa đó tôi chẳng thấy ngon miệng chút nào cái nguồn thịt tươi ấy cung cấp thức ăn cho tôi trong một thời gian khá lâu tôi ăn uống rất dè sèn, hết sức tiết kiệm lương thực, nhất là bánh khô, được chừng nào tốt chừng ấy. Tôi có nhà cửa hẳn hoi, bây giờ cần phải thu dọn một góc để chất củi đốt. Nhưng tất cả những việc đó, từ cách thức mở rộng hang, đến những thứ thêm thắt dần vào cho cuộc sống được thoải mái và có nhiều thuận lợi hơn, sau này tôi sẽ có dịp nói nhiều đến. Bây giờ tôi muốn nói lên những điểm thuộc về con người của tôi những ý nghĩ thay đổi trong đầu óc tôi trước một cuộc sống lạ lùng ít ai có thể tưởng tượng được. Thực tế hiện ra trước mắt tôi thật là khủng khiếp. Sau một cơn bão dữ dội trên một chiếc tàu bị trôi giạt, tôi bị ném vào hòn đảo hoang vu, cách xa những đường hàng hải hàng trăm dặm. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong cảnh ngộ éo le bi thảm này. Nghĩ như thế, nhiều lúc hai dòng nước mắt chảy dài xuống ma than thân trách phận, buồn thay cho mình phải đầy đọa thống khổ tới nông nỗi này. Nhưng tiếp theo những ý nghĩ yêu đuối ấy, bao giờ cũng có ngay những ý nghĩ lạc quan hơn. Một buổi đi dạo trên bãi biển, súng cắp dưới cánh tay, con chó chậm rãi đi theo sau từng bước. Tôi suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh hiện tại của mình. Ngay lúc đó, lý chi vốn biết cân nhắc điều hơn lẽ thiệt, đã nổi dậy chống lại những lời than vãn bi quan đó. Tôi tự nhủ, này, mình hiện đương ở trong một hoàn cảnh bi đát, đúng thế. Nhưng những bạn cùng tàu của mình hiện nay ở nơi nào? Chẳng phải là tất cả có 11 người trên tàu đó sao? Vậy thì 10 người kia đâu rồi? Cớ sao họ lại không sống sót mà mình lại không chết? Vì sao chỉ có một mình ta thoát nạn? Đàng nào hơn, ở đây hay là dưới đó? Đồng thời, tôi chỉ tay xuống biển. Liệu có nên nhìn nhận mọi sự việc cả mặt tốt, lẫn mặt xấu không? Chẳng lẽ những điều may mắn đã được hưởng lại không thể an ủi ta về những điều đau lòng được sao? Hơn nữa, nhìn lại tôi thấy mình đã được thừa hưởng một tài sản khá lớn. Số phận tôi sẽ ra sao nếu không có chiếc tàu đã mắc cạn trên giấy cát ngầm giữa biển, khiến tôi có thể ra lấy tất cả tài sản đó đem về cất trong kho. Không có sự may mắn đó thì tôi biết làm thế nào mà tự tạo lấy những vật dụng cần thiết cho đời sống. Bất giác tôi nói to lên, mình sẽ ra sao? Ừ, mình sẽ ra sao nếu không có khẩu súng này, không có đạn dược để săn bắn, không có đồ dùng để làm việc, không có quần áo để che thân không có giường để nằm không có lều để ở nghĩ thế tôi lại thấy phấn khởi hơn tôi được hưởng tất cả những thứ đó dư dật đến mức một ngày nào đó hết thuốc đạn khẩu súng trở thành vô ích khi đó chắc chắn tôi vẫn có đủ mọi thứ để sống trong nhiều năm ngay từ buổi đầu tôi đã tính trước cách đối phó với mọi trở ngại khó khăn có thể xảy đến không những chỉ tới ngày thuốc đạn thiếu hẳn mà cả đến khi sức tôi bị yếu lực tôi bị hao Chương 6. Đặt chân lên đảo được 12 hôm, tôi đã lo vì thiếu giấy, bút, mực, rồi đây mình có thể quên không tính được thời gian. Như vậy, tôi cũng sẽ không phân biệt được chủ nhật với những ngày khác, nếu không kịp thời tìm cách bổ cứu. Để tránh những sai lầm sau này, ngay trên bờ biển, đúng vào chỗ tôi đặt chân lên đất lần đầu tiên, tôi dựng một cây cột vuông vắn trên khắc một dòng chữ: Tôi đặt chân lên đảo ngày 30 tháng 9 năm 1659, ở bốn mặt cây cột. Mỗi ngày tôi vạch một vạch nhỏ, cứ bảy ngày tôi lại vạch một đường dài gấp đôi. Và cứ vào mồng một đầu tháng, một đường dài gấp đôi nữa. Cứ như thế tôi bảo đảm quyền lịch đều đặn suốt thời gian sống trên đảo vắng. Trong cái kho chứa vật dụng đem từ dưới tàu lên, còn có những thứ như không cần thiết lắm nhưng thật ra vẫn rất được việc cho tôi. Ví dụ ngòi bút, mực và giấy, mấy cái cơm pa những dụng cụ về toán học ống viễn kính bản đồ và nhiều sách về hàng hải một số sách linh tinh v v rất nhiều thứ còn để lộn xộn tôi chưa có thời giờ lựa ra xem cái gì dùng được cái gì bỏ đi tôi lại không thể không nhắc tới con chó trên tàu đã theo tôi về đảo ngay từ chuyến bè thứ nhất nó đã sống bên tôi như một người bạn tốt và một người giúp việc tận tình có gì đem về được cho tôi dùng là nó cố gắng lấy về theo bản năng nó đã tìm hết cách để sống với tôi thật là thân mật. Với con vật trung thành ấy, tôi chỉ còn một ước mơ mà ai cũng biết là không bao giờ thực hiện được, là làm cho nó biết nói. Kể ra kho vật liệu của tôi cũng đã tích lũy khá nhiều thứ rồi đấy. Nhưng dù bao nhiêu chăng nữa, tôi vẫn còn thiếu nhiều đồ dùng trong đó phải tính đến kim khâu, kim đính và chỉ để vá may, cái sẻng, cái cuốc, cái mai để đào và đổ đất đi nơi khác do thiếu thốn đồ dùng như thế nên tôi hoàn thành chậm mọi công việc. Tôi phải mất gần một năm trời mới làm xong hẳn cái hàng rào. Những chiếc cọc rào ấy nặng quá thể, tôi phải bỏ nhiều công phu mới dựng lên được, lại còn phải mất bao nhiêu thì giờ để đẵn từ trong rừng, đẽo gọt và nhất là đem được về tới nhà. Tính ra mỗi cái cọc cũng đã lấy đức đi của tôi hai ngày tròn vừa chặt vừa kéo, lại thêm một ngày nữa để chôn sâu xuống đất. Khó khăn như vậy nhưng không lúc nào tôi nản chí thì giờ và tài trí sức lực không dốc vào bảo vệ cuộc sống thì tôi còn dùng để làm gì nữa. Ngày mồng 1 tháng 11, tôi bắt đầu dựng lều dưới chân đồi. Tôi cố thu xếp cho lều được rộng rãi và tôi chôn cọc để chống lều lên cho chắc chắn. Xong xuôi, tôi mắc võng vào hai cái cọc và hôm đó tôi ngủ võng. Ngày mồng 3, tôi xách súng ra dạo bên ngoài và bắn được hai con chim trông giống như vịt rời, thịt rất ngon. Buổi chiều, tôi đóng một cái bàn. Sáng sớm mồng 4, tôi lại tiếp tục làm việc theo bản chia thời gian đã vạch ra mấy hôm nay. Tôi quyết tâm giữ đúng giờ giấc hàng ngày như làm việc, đi chơi săn bắn bên ngoài, ngủ và giải trí. Tôi sắp đặt thì giờ như sau, buổi sáng nếu trời không mưa, tôi xách súng ra ngoài chừng vài ba tiếng đồng hồ. Sau đó tôi làm việc cho tới quãng 11 giờ rồi ăn bữa trưa rất đơn giản, có gì ăn nấy. Tôi nghỉ trưa cho tới 2 giờ chiều, bởi vì ở đây buổi trưa rất nóng, chẳng làm ăn gì được. Ngủ dậy, tôi lại làm việc cho đến chiều, suốt ngày mùng bốn và cả ngày hôm sau, tôi hì hục đóng cho được một cái bản gỗ. Thật tình, tôi cũng chỉ là anh thợ quen, nhưng dần dần về sau, nhờ thời gian và nhu cầu tôi trở thành lành nghề. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai, khi đã lâm vào cảnh ngộ như tôi, sớm muộn cũng sẽ được hai ông thầy ấy đào tạo cho trở nên khéo chân khéo tay như thế. Ngày 17 tôi bắt đầu đào sâu vào sườn núi sau lều để mở mang nhà cửa cho rộng rãi và thoải mái hơn chắc các bạn còn nhớ tôi còn thiếu ba thứ đồ dùng để làm việc đó là một cái cuốc một cái sẻng và một cái xe cút kít hoặc một cái thúng tôi đành tạm bỏ giờ công việc và tìm hết cách thay thế bằng những đồ dùng mới tự làm lấy không có cuốc tôi đã dùng một thanh sắt làm xà beng tuy hơi nặng nhưng được việc ra trò nhưng đến cái sẻng Dụng cụ cần thiết nhất thì tôi vẫn chưa có cách gì thay thế. Ngày hôm sau, 18 tháng 11, tôi vào rừng tìm được một cây gỗ, giống loại thiết mục, ở Bradan. Tôi đã mất nhiều công sức, chặt mẻ cả lưỡi rìu mới được một đoạn. Khúc gỗ nặng quá chừng, tôi lại phải một phen bở hơi tai mới đem được về đến nhà. Gỗ đã cứng như sắt, lại thêm tay chân vụng về, dụng cụ thô sơ, cho nên tôi vất vả vô cùng. Tuy vậy, mỗi lúc một tí tôi cũng đẽo gọt tàm tạm thành một dụng cụ, nửa sẻng nửa mai, nhưng lưỡi thì không viền sắt cho nên không bền được như sẻng sắt, tuy nhiên nó cũng rất được việc. Tôi vẫn còn thiếu một cái thúng hoặc một chiếc xe cút kít. Tôi phải bỏ cái việc đan thúng vì không tìm được một loại cây nào dẻo như miên liễu để uốn mà đan. Tôi bèn nghĩ cách làm xe cút kít nhưng lại gặp khó khăn là không biết cách làm bánh và rèn trục sắt. Thế là tôi lại đành phải bỏ cái mộng làm xe tôi bèn đóng một cái thùng giống như cái chậu đựng vữa của thợ nì để chuyển đất đào trong hang đem đổ ra ngoài. Làm cái thùng này không mất nhiều công phu như cái sèn. Tuy vậy hai thứ này với cái xe làm thử đã lấy của tôi hết bốn ngày tròn, trừ những lúc sách súng đi dạo buổi sáng kiếm thức ăn tươi. Ngày 23 tháng 11, tôi tiếp tục công việc đào hang. Suốt 18 hôm liền, ngày nào tôi cũng cố gắng làm việc để đảm bảo đúng kế hoạch đã định. Tôi đào cái hang cho rộng và sâu thêm để có thừa chỗ xếp đặt thứ tự và gọn gàng tất cả, ra tài. Ngày 10 tháng 12, tôi đương đứng nhìn lên trần và yên chí là chắc chắn rồi, thì bỗng nhiên đất đổ ập xuống ở một góc gần đó. Tôi hết cả hồn vía vì nếu lúc ấy tôi đứng đó thì cũng đã, mổ yên mà đẹp, rồi. Tôi lại mất rất nhiều công sức để sửa chữa lại chỗ đó. Trước tiên là phải truyền ra ngoài cho hết đống đất đổ, sau đó, đây là việc quan trọng hơn, lại phải lót ván và chống cây trần cho chắc chắn để từ nay về sau khỏi xảy ra tai nạn như thế nữa Ngày 17 tháng 12, từ hôm nay cho đến ngày 20, tôi lo lót ván và đóng đinh vào những cây cọc chống để treo tất cả những thứ gì có thể treo lên được Bắt đầu từ đó, tôi có thể tự hào rằng mọi thứ trong nhà đều đã ngăn nắp và có trật tự Ngày 20 tháng 12, tôi đem tất cả đồ đạc vào hang, thu dọn nhà cửa tôi lấy ván đóng một cái bàn đặt trong bếp để xẻ và thái thịt. Dạo này, ván cũng bắt đầu hiếm rồi. Ngày 27 tháng 12, tôi bắn chết con dê con và làm một con khác quẻ chân. Con chó đuổi theo con dê quẻ, bắt được nó và giữ lại cho tôi buộc dây dắt về nhà. Về tới nơi, tôi nắn ngay chân cho nó và băng bó lại. Tôi chăm chút săn sóc nó rất chu đáo nên nó thoát chết, cái chân bị thương cũng lành mạnh như ba chân kia ở với tôi ít lâu thì nó quen dần và yên tâm gặm cỏ trong bờ rào, không hề tìm cách trốn. Thấy thế, tôi nảy ra ý nghĩ nuôi gia súc để đảm bảo lương ăn khi hết thuốc súng và đạn ghém. Mồng 1 một tháng 1 một năm 1660, trời vẫn còn nồng nực lắm, tuy vậy, cứ sáng tinh mơ hoặc quãng chiều chiều, tôi vẫn xách súng ra ngoài. Lần này, đi sâu vào những thung lũng ở khoảng giữa đảo, tôi đã gặp vô số dây rừng, nhưng chúng đã quá quen sống hoang nên khó lại gần lắm. Có một lần, tôi xịt con chó đuổi theo, nhưng lũ dê quay đầu sừng chống cự khiến con chó đâm ra lúng túng. Tôi không dám bắn sợ làm con chó bị thương. Ngày mồng ba, tôi bắt đầu xây lũy đá, vây quanh nhà. Lúc nào tôi cũng nơm nớp sợ bị tấn công bất ngờ, cho nên luôn luôn bồi đắp thêm cho bờ lũy đá ngày càng dày, càng vững. Những ngày mưa cản trở công việc của tôi nhiều. Tuy mưa không dai dẳng suốt ngày, nhưng nhiều khi cũng kéo đến hàng tuần, hàng tháng. Bức lũy đá chưa xây đắp xong, tôi chưa thể sống yên ổn được. Những cọc gỗ dùng vào việc này, tôi đã làm to hơn cần thiết, nên cũng khó mà tin và cũng khó mà nói được là đã tốn bao nhiêu công sức vào mỗi việc làm, nhất là đưa chúng từ rừng về rồi chôn sâu xuống đất. Làm xong bức lũy đá, tôi lại trồng một lớp cỏ che bên ngoài. Bây giờ thì dầu có ai bước chân lên đảo, chắc cũng không thể nhận thấy ở đây có một cái nhà và đang có người ở. Tôi rất sung sướng đã đạt kết quả đó và sau này tôi sẽ nói đến thêm nữa. Ngày nào tôi cũng không quên vào rừng săn, trừ khi trời mưa phải ở lại nhà. Trong những cuộc đi dạo thường xuyên như thế, tôi đã tìm được rất nhiều thứ bổ ích. Tôi gặp một loại bồ câu rừng không ở trên cây như giống ngầm ghi, mà lại chui vào làm tổ trong hốc đá. Tôi bắt mấy con chim non đưa về định nuôi cho quen, nhưng vừa lớn lên, Chúng đã bay đi mất, không con nào trở về chuồng nữa. Tôi lại còn thiếu một vật rất cần thiết, đó là nến. Tôi rất khó chịu vì thiếu nến, như thế là cứ phải đi ngủ ngay từ chập tối, thường vào quãng 7 giờ. Phương pháp độc nhất để thoát nạn ngủ sớm là lúc nào giết thịt dê tôi dành mỡ lại. Sau đó, tôi lấy đất xếp nặn một cây đĩa nhỏ đem phơi khô, lấy một sợi dây gai làm bấc. Tôi đã có một cái đèn, mặc dầu ánh sáng chỉ leo lét, không sáng bằng nến có ánh lửa ban đêm, tôi làm thêm được nhiều việc, tránh được những lo nghĩ vẩn vơ, căn nhà thêm sáng sủa, ấm áp. Trong khi lục lọi các thứ, tình cờ tôi thấy một cái bao gai đựng thóc cho gà vịt ăn trên tầng. Bao nhiêu lúa mì đều đã bị chuột nhằn hết, chỉ còn độc chấu và bụi. Định dùng bao gai vào việc khác nếu tôi không nhầm, thì là để đựng thuốc súng lúc chia nhỏ thành từng bao đề phòng xét đánh. Tôi bèn đem đổ tất cả chấu với những gì còn lại trong đó vào chỗ chân núi ngay bên cạnh bức lũy đá. Tôi đổ chấu và thóc lép ấy một thời gian ngắn trước mùa mưa, rồi không để ý đến nữa, chỉ chừng một tháng sau, là tôi quên hẳn. Nhưng vừa lúc đó, tôi lại thấy có lơ thơ vài mầm mạ mọc lên, tôi cho là những loại cỏ dại nào đó nên cũng bỏ qua. Được ít lâu, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy 12 bông lúa đã vừa ướm chín, một thứ lúa mạch rất ngon không khác giống lúa mạch ở châu Âu tuyệt hơn nữa là lúa cũng mọc tốt như ở nước anh vậy thoạt tiên tôi kinh ngạc quá đỗi không hiểu vì đâu lúa mì không cần giống mà cũng mọc lên được thế này đã có lúc tôi nghĩ có lẽ trời thương tôi nên bỗng dưng sinh ra lúa mì để nuôi sống tôi trên đảo hoang nhưng sao nhớ lại là mình đã rũ một cái bao gai ở đấy và cái bao ấy vẫn đựng thóc cho gà ăn thì tôi thấy ngay chẳng có phép lạ gì trong câu chuyện này cả tuy nhiên cũng thật là bất ngờ mà có những bông lúa ấy đúng là một sự may mắn hiếm có, tình cờ sao lại còn sót 12 hột lúa chắc trong cả một bao lúa đã bị chuột nhằn hết nhẵn. Tình cờ sao tôi lại đem rũ bao gai vào chỗ bóng râm dưới núi nên lúa mới có thể nảy mầm. Ví thử tôi rũ cái bao gai vào một chỗ khác thì mấy mầm lúa kia có thể bị nắng thiêu héo khô, hoặc bị nước cuốn đi chưa còn đâu nữa. Âu cũng là một điều may mắn mà tôi không thể bỏ qua. Thôi thì còn gì hơn nữa. Chắc các bạn cũng tưởng tượng được vào quãng cuối tháng 6, mùa lúa chín, tôi đã gặt rất cẩn thận những bông lúa đầu tiên ấy. Tôi cất kỹ từng hạt lúa và định sẽ gieo tất cả số lúa đó, há vọng rồi đây sẽ gặt được nhiều, đủ để làm bánh nuôi thân. Phải trải qua 4 năm trời dòng dã, tôi mới được dịp vuốt ve cái bánh mì đầu tiên. Tới lúc đó, tôi sẽ nói chuyện nhiều với các bạn hơn sở dĩ kéo dài thời gian như thế là vì thiếu kinh nghiệm nên lúc đầu gieo giống bị hỏng gần hết ngoài số lúa mạch tôi còn có chừng ba chục bông lúa tẻ nữa tôi cũng rất cẩn thận số thóc này để gieo như lúa mạch và cũng định dùng nó làm lương ăn khác với lúa mạch gạo tẻ có thể vừa dùng làm bánh vừa dùng làm thức ăn tôi đã biết cách nấu thức ăn bằng gạo hột chứ không cần phải giã thành bột như lúa mạch Tôi làm việc luôn tay suốt 3-4 tháng trời để xây bức lũy đá và đắp kín nó vào hôm 14 tháng 4 sau khi đã quyết định dùng thang để ra vào qua lũy đá. Tôi không chừa cổng, sợ từ xa người ta có thể nhận thấy chỗ ở của tôi.